Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình anh em. Tiếp tục hôm nay sẽ là một bữa ăn tối nữa cả nhà ơi. Bánh xèo miền Trung. Cái này là bánh xèo của Bình Định nha cả nhà. Cái này là bánh xèo giòn á, nè, bánh xèo tôm. Một cái nó hình như là được 2 con tôm nè. Cái này được chấm. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được thưởng thức cái món này cả nhà ơi. Nước chấm này thì chỉ có Bình Định có thôi nha cả nhà. Ở miền Tây á thì ăn cái nước chấm hình như là nước mắm chua ngọt đó nha. Wow, rau này, rau ăn kèm nha. Rồi mời anh em. Bánh tráng, bánh tráng này, bánh tráng này thì những nước để cuốn á, nhưng mà cái bàn mình nó hơi nhỏ nên là mình phải để ở dưới. Được nắp rau này. Cuốn lại nha. Wow, hôm nay một bữa ăn tối khá thịnh soạn cả nhà ơi. Mình chấm rồi, mời anh em nha. Lạ quá. Cái bánh xèo này là chính gốc Bình Định luôn cả nhà. Và đặc biệt là nước chấm này chỉ có Bình Định có thôi nha. Bánh xèo này là bánh xèo giòn nha cả nhà. Thường như là bánh xèo với miền Tây á nó khá là to quá. Còn này thì bánh xèo ngoài miền Trung á thì nó nhỏ như thế này. À quá. Bánh xèo ăn như rêu rừng đó. Nhìn nát luôn cái này. Là lớp mình này. Mm.
Ui xời. Wow. Nhức nách cả nhà ơi. Bánh xèo tôm. Thường thường thì cái bánh xèo nó khá là đồ chiên đó nè, khá là nhiều dầu mỡ, nên ai mà ăn được số lượng nhiều người đó đồ cũng khá là mạnh đó nha. Cái thứ ba rồi. Cái thứ tư cả nhà ơi. Ăn nó lâu á nên là cái bánh xèo của mình nó sẽ bị mềm mềm. Cái này là ăn nước nóng đây nè. Nước nóng là tuyệt vời nhất luôn á. Nếu mà nói đến những cái món đặc sản của Bình Định thì không thể nào mà thiếu được cái món bánh xèo. Bánh xèo, wow. Nước chấm. Mình là mình thích cái nước chấm như thế này. Bề quá. Được 4 cái rồi. Ngoài cái bánh xèo tôm này thì nó còn có bánh xèo ví dụ như là thịt heo nè cả nhà, trứng cút nè đó, chung là nó cũng hai ba loại á, nó cũng đa dạng. Hôm nào mình sẽ mua bánh xèo của miền Tây, bánh xèo chảo về dùng một bữa, tại lâu lắm rồi cũng chưa có ăn bánh xèo miền Tây. Bánh xèo miền Tây thì nó kiểu như nó to á, chắc người ăn cái rồi no ha. Bánh xèo miền Tây là ăn một cái là đáng một cái luôn. Wow. Wow. Để mình mua được mình mua 13 cái nhưng mà ăn nãy giờ được có 5 cái. Thank you.
rau mà ăn cái lòng heo ngon lắm. Lòng heo luộc. Thật sự thì đối với mình ăn 6 cái thì nó không thành vấn đề. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó kiểu như nó ớn rồi nè. Nó ngán. Lâu ăn lại. 3 4 5 6 7 8. Nãy mình mua 13 cái là mình ăn được 5 cái. Nói chung là cũng khá là ổn á. Bánh này thì ai mà ăn được nhiều á thì nó tiểu lượng chắc rất là cao luôn. Rồi, ok anh em nha. Có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây nha anh em. Nếu anh em thấy hay á, để lại cho mình một like, một share và nhớ đăng ký kênh của mình nha. Cố ủng hộ bánh sườn miền Trung mình nha.